Vâng, sau đây em chiến test cái combo này gửi cho bác ở Nha Trang, đó là gửi cho anh Thái ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Bác lấy là một con Đời Nông 890DG, hàng nội địa Nhật 100V và một con CD1650GL, còn khiển zin, và đây là một cái lọc nguồn tem pin của Pháp và một bộ dây AV để có kết nối. Thì làm combo này chiều nay là đóng hàng gửi cho bác, chỉ tầm 2 ngày là hàng sẽ tới. 890D thì rất là khỏe, các bác chơi bắt 40, 30, 40 thoải mái. Xin phép là dừng video và tranh thủ đóng hàng gửi cho bác luôn nha.